Luca đoạn 21 Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên, thấy những người giàu đang bỏ tiền dân của họ vào thùng lạc hiến. Ngài cũng thấy một bà quá nghèo dân vào hai đồng tiền. Ngài phán, thật ta bảo các con, bà quá nghèo này đã dân nhiều hơn tất cả những người khác. Vì mọi người đều lấy của dư mình mà dân, còn bà quá này rất nghèo túng, nhưng đã dâng tất cả những gì bà ấy có để nuôi sống mình. Nhân có mấy người nói về việc đền thờ được trang hoàng bằng đá đẹp và lễ vật. Đức Chúa Giêsu phán: Sẽ có ngày, tất cả những gì các con thấy đây sẽ bị sụp đổ hết, chẳng còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác. Họ hỏi Ngài: Thưa thầy, khi nào các việc này sẽ xảy đến? và có điềm gì cho biết các việc ấy sắp xảy ra ngài đáp hãy cảnh giác đừng để ai lừa dối các con vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng chính ta là đấng ấy và thời kỳ đã đến gần các con đừng theo họ khi các con nghe nói về chiến tranh loạn lạc thì đừng kinh hãi vì những việc này phải xảy ra nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu rồi ngài phán tiếp dân này sẽ nổi lên nghịch cùng dân khác nước nọ chống lại nước kia sẽ có những trận động đất lớn đói kém cùng dịch lệ ở nhiều nơi sẽ có những việc khủng khiếp và dấu lạ lớn ở trên trời nhưng trước khi những điều đó xảy ra các con sẽ vì danh ta mà bị người ta tra tay bắt bớ giao nộp các con cho nhà hội và khám tù các con sẽ bị kéo đến trước mặt các vua và tổng đốc. Đây là cơ hội để các con làm chứng. Vậy các con hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo nghĩ trước phải bên vực mình thế nào. Vì ta sẽ ban cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan mà không kẻ thù nào có thể chống cự và phản bác được. Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình bắt nộp và họ sẽ giết vài người trong các con. Các con sẽ bị mọi người thù ghét vì danh ta, nhưng một sợi tóc trên đầu các con cũng không mất đâu. Nhờ sự kiên trì mà các con giữ được linh hồn mình. Khi các con thấy thành Jerusalem bị quân lính bao vây thì biết rằng sự tàn phá thành ấy sắp đến. Lúc ấy, ai ở trong miền Jude hãy trốn lên núi. Ai ở trong thành Hãy đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành, vì đó là những ngày báo thù để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú, vì sẽ có đại họa trên đất và cơn thịnh nộ giáng trên dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm và sẽ bị đem đi làm nô lệ giữa các nước thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến khi các thời kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Còn dưới đất, các dân sầu não rối loạn trước biển cả ba đào gầm thét. Người ta ngất đi vì kinh hãi trong khi chờ đợi những gì sắp xảy ra cho thế giới, vì các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. Bây giờ, thiên hạ sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh mà ngự đến giữa đám mây. Khi nào các việc đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng, ngước đầu lên vì sự cứu rỗi của các con đang đến gần. Ngài kể cho họ một ẩn dụ, hãy xem cây vả và tất cả các cây khác. Khi nó mới nứt lọc, các con thấy thì biết rằng mùa hạ gần đến. Cũng vậy, khi các con thấy những điều ấy xảy ra, thì biết vương quốc đức chúa trời đã cận kề thật ta bảo các con thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự kia xảy đến trời đất sẽ qua đi nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đâu vậy hãy thận trọng e rằng vì sự ăn uống quá độ say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các con mê mẩn chăng và ngày ấy đến thình lình như bẫy sập trên các con cũng như trên tất cả mọi người ở khắp mặt đất. Vậy phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Ban ngày, Đức Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ, còn đến tối, Ngài đi ra và ở qua đêm trên núi Ô Liêu. Sáng sớm, Cả dân chúng đến với Ngài trong đền thờ để nghe Ngài giảng dạy. Dân số ký chương 1 Kiểm tra dân số. Ngày mùng 1 tháng 2 năm thứ 2 sau khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se ở lều hội kiến trong hoang mạc Sinai rằng Hãy kiểm tra dân số cả hội chúng Israel theo từng bộ tộc và gia tộc. Liệt kê tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên, tức là tất cả người Israel có thể ra trận được. Con và Aaron sẽ đếm họ theo từng đơn vị. Mỗi bộ tộc phải có một người sẽ giúp đỡ các con. Người ấy phải là trưởng tộc. Đây là danh sách những người sẽ giúp đỡ các con. Bộ tộc Ruben có Elisu, con trai của Sedeu. Bộ tộc Simeon có Selumien, con trai của Surihadai. Bộ tộc Juda có Nahason, con trai của Aminadab. Bộ tộc Isaka có Nathanael, con trai của Sua. Bộ tộc Sabulon có Eliab, con trai của Helon. Con cháu Joseph, tức là bộ tộc Ephraim, có Elisama, con trai của Amihut. Bộ tộc Manase có Gamilien, con trai của Fedatsu. Bộ tộc Benjamin có Abidan, con trai của Gideoni. Bộ tộc Dan có Ahiese, con trai của Amisadai. Bộ tộc Ase có Phagien, con trai của Okran. Bộ tộc Gad có Eliasap, con trai của DUN bộ tộc Nephtali có Ahira, con trai của Enan. Đó là những người được kêu gọi từ hội chúng, vốn là những người lãnh đạo các bộ tộc của ông cha họ và là những thủ lĩnh của các đơn vị Israel. Môi-se và a tiếp nhận những người đã được chỉ định và triệu tập cả hội chúng vào ngày mùng 1 tháng 2. Họ khai phả hệ từng người theo từng bộ tộc và gia đình từ 20 tuổi trở lên. Vậy, môi xe kiểm tra dân số tại hoang mạc Sinai như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Con cháu Ruben là trường nam của Israel, tùy theo gia phả của họ được ghi tên từng người theo từng bộ tộc và gia đình. Tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Ruben có thể ra trận đếm được 46.500 người. Con cháu Simeon theo gia phả của họ được ghi tên từng người theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Simeon có thể ra trận, đếm được 59.300 người. Con cháu Gát, tùy theo gia phả của họ được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Gát có thể ra trận đếm được 45.650 người. Con cháu Juda tùy theo gia phả của họ được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Juda có thể ra trận đếm được 74.600 người. Con cháu của Issachar, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Isaka có thể ra trận, đếm được 54.400 người. Con cháu của Sabulon, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Sabulon có thể ra trận, đếm được 57.400 người. Con cháu Joseph, gọi là con cháu Ephraim, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Ephraim có thể ra trận. Đếm được 40.500 người. Con cháu Manasseh, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Manase có thể ra trận. Đếm được 32.200 người. Con cháu Benjamin, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Benjamin có thể ra trận. Đếm được 35.400 người. Con cháu Dan, tùy theo gia phả của họ được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc đan có thể ra trận. Đếm được 62.700 người. Con cháu A Xe tùy theo gia phả của họ được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc A Xe có thể ra trận. Đếm được 41.500 người. Con cháu Nephtali, tùy theo gia phả của họ, được ghi tên theo từng bộ tộc và gia đình, tức là tất cả nam đinh từ 20 tuổi trở lên trong bộ tộc Nephtali có thể ra trận, đếm được 53.400 người. Đó là những người mà Moses, Aaron và 12 người lãnh đạo Israel kiểm tra. Mỗi trưởng bộ tộc kiểm tra cho bộ tộc mình. Như vậy, toàn dân Israel đã được kiểm tra tùy theo gia tộc từ 20 tuổi trở lên, tức là mọi người Israel có thể ra trận được. Tổng số là 603.550 người. Bộ tộc Lê Vi Nhưng người Lê Vi theo bộ tộc của ông cha mình không được tính chung với những bộ tộc khác. Vì Đức Giê-hô-va có phán với Môi-se rằng, Con đừng tính bộ tộc lê và cũng đừng kiểm tra dân số chung với dân Israel, nhưng hãy chỉ định người Lê Vi trông coi đền tạm chứng ước, tất cả đồ đạc và mọi vật thuộc về đền tạm. Họ sẽ vận chuyển đền tạm và tất cả đồ đạc trong đó, cũng như trông coi và đóng trại chung quanh đền tạm. Mỗi khi rời đền tạm thì người Lê Vi sẽ tháo dỡ nó và khi cần dựng đền tạm thì họ sẽ dựng lên. Những người khác đến gần sẽ bị xử tử. Dân Israel phải đóng trại theo từng đơn vị, mỗi người ở trong trại riêng của mình và phải đóng dưới ngọn cờ mình. Nhưng người Lê sẽ đóng trại chung quanh đền tạm chứng ước để cơn thịnh nộ không giáng trên hội chúng Israel. Người Lê Vi sẽ coi sóc đền tạm chứng ước. Dân Israel làm đúng theo mọi điều Đức Giê-hu-va đã phán dặn môi xe. Châm ngôn chương 27 Đừng khoe khoang về ngày mai vì con chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Hãy để người khác khen con, miệng con đừng làm như thế. Hãy để người ngoài khen con, mời con đừng tự khen mình. Đá thì nặng, cát cũng nặng, nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn hai thứ đó. Sự phẫn nộ thật là dữ tợn, và cơn giận như nước vỡ bờ. Nhưng ai có thể đứng nổi trước sự ghen tị? Một lời của trách tỏ tường hơn là yêu thương kín đáo. Bạn bè gây thương tích do lòng yêu thương chân thật, còn hơn kẻ thù hôn hít cách giả tạo. Kẻ no nê dày đạp mật ong dưới chân mình, nhưng vật gì đắng cũng hóa ngọt đối với người đói khát. Kẻ lưu lạc xa cách nơi ở của mình giống như chim bay đây đó khỏi tổ của nó vậy dầu và hương liệu làm khoan khoái lòng người lời khuyên từ đáy lòng bạn bè cũng êm dịu như thế đừng từ bỏ bạn của con hay bạn của cha con trong ngày hoạn nạn đừng đi đến nhà anh em mình vì anh em xa không bằng láng giềng gần hỡi con ta hãy khôn ngoan và làm vui lòng ta để ta có thể đối đáp kẻ sỉ nhục ta. Người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình, còn kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa. Hãy nắm lấy áo hắn vì hắn đã bảo lãnh cho người không quen. Hãy giữ vật làm tin của hắn vì hắn bảo lãnh cho người đàn bà xa lạ. Người nào dậy sớm lớn tiếng chúc phước cho bạn hữu, lời chúc phước đó sẽ bị kể là lời nguyền rủa nhà rột liên miên trong ngày mưa rầm và một người đàn bà hay tranh cạnh, cả hai đều như nhau. Ai muốn ngăn giữ người đàn bà ấy khác nào ngăn giữ gió và như tay phải cầm lấy dầu. Giống như sắt mài nhọn sắt, cũng vậy con người mài rũ diện mạo bạn mình. Ai chăm sóc cây vả sẽ ăn trái của nó và ai phục vụ chủ mình sẽ được tôn trọng mặt phản chiếu trong nước thể nào, lòng người đối với người cũng thể ấy. Con mắt loài người chẳng bao giờ chán, cũng như âm phủ và vực sâu không bao giờ đầy. Nôi thử bạc, lo thử vàng, còn sự khen ngợi thử loài người. Dù con dùng chày mà dã kẻ ngu dại trong cối chung với gạo, thì sự điên dại cũng không lìa khỏi nó hãy biết thật rõ tình trạng bầy chiên của con và lưu tâm đến các đàn gia súc vì sự giàu có không tồn tại mãi và mão miệng cũng không còn đến đời đời cỏ khô mất đi cỏ non lại mọc ra người ta thu nhặt rau cỏ trên núi lông chiên sẽ cung cấp áo quần cho con dê đực là giá mua đồng ruộng sữa dê có đủ để làm thức ăn cho con cho người nhà của con và để nuôi các đầy tớ gái của con